Tiệm tạp hóa hai lần bị cùng một băng cướp lúc dạng sáng. Ngày 22 tháng 6, phòng cảnh sát hình sự PC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã phối hợp với công an huyện Củ Chi bắt giữ 5 nghi phạm trong nhóm thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản táo tợn gần đây. Những nghi phạm bị tạm giữ bao gồm Lương Minh Khang 28 tuổi, Hà Thị Kim Nguyên 27 tuổi, cùng ngụ tại quận Bình Tân. Lê Vũ Kiệt 27 tuổi, ngụ tại tỉnh Tiền Giang, tạm trú huyện Hóc Môn. Võ Minh Dương, 25 tuổi, ngụ tại huyện Hóc Môn và Nguyễn Minh Tuấn, 28 tuổi, ngụ tại tỉnh Tây Ninh, tạm trú tại quận 12. Theo điều tra ban đầu, khoảng 2 giờ 45 phút sáng 20 tháng 6, chị L đang nói chuyện cùng người thân tại tiệm tạp hóa trước nhà ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, thì bị nhóm thanh niên lái xe máy đến, lao vào dùng roi điện, bình xịt hơi cay tấn công. Hoảng sợ, chị L chạy ra sau nhà trốn một phụ nữ trong nhóm cầm túi sách đến khu vực để tiền và điện thoại của tiệm, gom tài sản. Sau khi cướp xong, nhóm này lên xe máy rú ga tẩu thoát. Sau đó, nạn nhân trình báo công an và xác định tài sản bị cướp gồm điện thoại, dây chuyền vàng, tiền mặt, tổng cộng khoảng 56 triệu đồng. Trước đó, khoảng 1 giờ 45 phút sáng mùng 7 tháng 6, chị L cũng đang ngồi bán hàng trước tiệm tạp hóa của mình thì bị một nhóm người lái xe máy xông tới, dùng hung khí khống chế, cướp chiếc điện thoại iPhone rồi nhanh chóng tẩu thoát. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 12 giờ 30 trưa 21 tháng 6, lực lượng PC02 phối hợp với công an huyện Củ Chi phát hiện nhiều thanh niên nghi vấn đang ở một khách sạn thuộc xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn nên kiểm tra, bắt giữ Khang, Nguyên, Kiệt, Dương và Tuấn. Trong lúc kiểm tra phòng trong khách sạn, cơ quan chức năng phát hiện Khang tàng trữ một gói ni lông chứa chất bột màu trắng và chất bột màu hồng, nghi là chất cấm, nên lập biên bản thu giữ tăng vật. Qua kiểm tra, băng nhóm có nhiều tiền án tiền sự nghiện chất cấm. Tại cơ quan điều tra, bước đầu nhóm này khai đã thực hiện nhiều vụ cướp giật cướp giật manh động ở huyện Củ Chi, quận Tân Phú và quận Bình Tân, trong đó thực hiện hai vụ cướp tại tiệm tạp hóa của chị L chỉ trong vòng 2 tuần. Ngoài ra nhóm này còn nhận tiền để đi tấn công, đánh người khác theo yêu cầu. Cụ thể khoảng 3 giờ sáng mùng 9 tháng 6, Khang trở Nguyên đi cùng nhóm đến giao lộ Âu Cơ, Thoại Ngọc Hầu thuộc quận Tân Phú thì gặp một người bạn. Người này yêu cầu nhóm Khang đánh một phụ nữ tên Ca với giá 3 triệu đồng và Khang đồng ý. Sau khi nắm đặc điểm nhận dạng, chỗ ở của mục tiêu, nhóm Khang tìm kiếm phát hiện chị Ca ngồi ghế sử dụng điện thoại bên hông nhà ở quận Tân Phú. Khang lao tới dùng bình xịt hơi cay tấn công, nạn nhân bỏ chạy vào phòng vệ sinh đóng cửa trốn. Thấy vậy, nhóm Khang bỏ đi. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra.